Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên Option này của mình. Thì uh, giới thiệu nhanh một chút nhé. Mình là Quân và tác giả của LockTruongDev.com như mọi lần thôi. Cũng như là dành cho những bạn nào lần đầu tiên đến với kênh YouTube này của mình, thì đây là nơi mà mình chia sẻ những cái uh, kinh nghiệm lập trình mà mình tích lũy được qua quá trình mình làm thực tế này và mình tạo nên những cái khoa học, những cái video chất lượng mình post lên trên cái kênh này của mình. Thì uh, các bạn uh, like giúp mình cái video cũng như là tặng mình một đăng ký kênh vào đây nhé. Uh, sâu nhanh nhé thì mình có một cái page chung đẹp trên Facebook này một cái chính thức mà các bạn có thể inbox nhắn tin cho mình để hỏi han bất kỳ điều gì này uh, một cái group group ZS Everywhere có thể đợi tới là mình sẽ đổi tên nó ví dụ HTML ZS hay ZS gì đấy nói chung là các bạn có thể hỏi thoải mái bất kỳ điều gì về lập um, trình nhé ok uh, đây là blog chính thức của mình là chung đẹp com nhé một cái blog chính thức và đây là cái kênh của mình ok uh, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái slide tiếp theo đó là chính là html html head heading ok html heading nhé rồi uh, ok mình sẽ bắt đầu luôn heading thì nó thường là cái tiêu đề mà các bạn muốn hiển thị lên trên trang web thì các bạn mà làm word hay excel thì các bạn cũng sẽ thấy là chúng, các bạn sẽ ví dụ cái đầu mục ấy thường các bạn sẽ phải có cái tiêu đề đúng không thì tiêu đề nó gọi là kiểu heading thì chúng ta nên nên để heading ví dụ nhé mình ví dụ một cái cái bài post của mình thôi thì ví dụ đây ví dụ như cái này số 1 này là một cái heading này đấy hai triển khai code cũng là một cái heading trên trang web thì chúng ta cũng thường thường nên làm heading như vậy nhé và heading thì nó bao gồm 6 cái thẻ chính là thẻ từ H1 đến H6 thì uh, lát nữa mình chúng ta code sẽ thấy nhé từ H1 đến H6 thì cái 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 font size, cái kích thước của nó ừ cái kích thước nó sẽ giảm dần ngược lại giảm dần từ 1 đến 6 nhé một là to nhất rồi dần 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 6 là nhỏ nhất nhá các bạn và ok thì uh, lần lượt thì trong slide này mình sẽ bổ sung thêm một thẻ small cũng như là cái heading rất quan trọng cho sale Uh, cái thẻ small này thì uh, từ từ cái thẻ small này, này thì uh, ok lát nữa mình cũng sẽ test luôn ở trong cái một hai ba cái thẻ trong này uh, cho các bạn xem này và cái heading này có một cái điều quan trọng là các bạn nên để ý là nó khá là quan trọng cho cái vấn đề sale sale các bạn có thể nếu bạn nào chưa biết thì các bạn search sale trên google nhé đó là nó sẽ là um, nó liên quan đến việc là cái thứ hạng trang web của các bạn nó hiển thị lên trên google như thế nào ấy thì thường thường bạn search Google thì sẽ có một một số những cái kết quả nó hiển thị ở đầu ấy thì nó do cái seo thứ hạng trong web và các cái công cụ tìm kiếm ấy, như là Google hay là những cái binh Bing biết các thứ gì đấy Nhưng đa phần đều là Google cả thôi các bạn ạ à, nó sẽ đọc cái heading trong mỗi trang web của chúng ta để nó lên được cái cấu trúc của cái trang kiểu kiểu như thế nên là thẻ heading là một cái thẻ khá là quan trọng về vấn đề seo siết nhé chúng ta sẽ bắt đầu code thôi đơn giản nhỉ yeah. mình bắt đầu code luôn này thì uh, đợt trước có mấy cái thẻ P các thứ thì bây giờ mình cứ lần lượt từ Mình nghĩ là mình sẽ lần lượt từ heading đi xong rồi uh, Code thì cứ để hết vào một cái file này Vì uh, chúng ta đang đang làm từ từ từng tí một mà đúng không uh, Cái đoạn văn bản này cứ comment lại nhé okay. Mình có thể comment với sượt thì nó sẽ là cái comment trong HTML nhé Comment này cũng có thể là sẽ có một slide riêng về ừ. comment này cho các bạn uh, Mình cứ lần lượt này uh, Mình mở thẻ H1 này Đóng này À, đây là nội dung thẻ H1 nhé, thì uh, cứ lần lượt như thế xuống đến H6 đấy, thì các bạn có thể vào slide của mình, này, copy nguyên từ uh, H2 đến H6 như mình làm cho nó nhanh đấy, H2 đến H6 này, rồi thì uh, ở nội dung thẻ H1 ở trên còn đám này đám tiêu đề chẳng hạn đúng không? mình sẽ lưu file index này lại, à, mình chuột phải vào file index này mình chọn cái Open in Default Browser của mình là Chrome thì nếu mà bạn nào chưa có cái Open đấy thì khả năng là sẽ do cái nếu mình nhớ không nhầm thì Ờ... Uh, đây trong thằng VS Code nhé các bạn vào phần extension này extension xong các bạn search một cái là Open in Browser thì uh, có thể là các bạn search nó các bạn cài xong nhé thì sẽ có như mình là khi mình chuột phải vào một cái file ở trong VS Code mình chọn Default Browser luôn thay vì là mình phải mở cái file đấy hoặc kéo thả nó vào trong Chrome Uh, kéo thả thì cũng được, đây này cho bạn nào muốn biết này mình xem nào. Uh... đóng bớt cái cốt thừa của mình đây mình có thể kéo file index này thử này đây mình kéo lên Chrome này, đấy nó cũng ăn thôi nhá. cũng như là cái việc mà mình xem như này mình uh, open in default thì nó cũng mở lên nó ăn thôi nhá. thì ok, thì các bạn nhìn này uh, nó khá là đang hơi xấu đúng không thì rõ ràng rồi lần lượt các bạn nhìn thấy từ h1 cho đến 2, 3, 4, 5, 6 nó nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần đấy và mình sẽ các bạn nên inspect e nó này chuột phải inspect e F12 ở ờ, trên Windows các thứ còn trên Mac các thứ mình command command option Y nhé hoặc đơn giản chuột phải F12 đơn giản thôi và từng phần tử luôn các bạn sẽ thấy từ H1 đến H6 và mình sẽ kéo cao cái này lên xíu nhé mình sẽ có thể sẽ zoom lên một tí cho các bạn nhìn dễ hơn đoạn này à, đây các bạn nhìn này từ H1 cho so đến H6 như này nhé và lần lượt này thì cái những cái thẻ này nó sẽ có cái kích thước các bạn để ý trước cho mình buổi hôm nay chỉ cần quan tâm đến cái phong size thôi uh, 2 mm này là một cái đơn vị ở trong cái uh, HTML, CSS, HTML thì ừ, sau này đến CSS thì chúng ta sẽ học lại loại là cái phong size với cái kích thước thôi đấy, đến thẻ H2 thì nó giảm dần này từ 2 xuống còn 1,5M này H3 là 1.17, H4 là Ờ, uh, đâu rồi nhỉ This, vậy like, mà uh, H4 này nó chả sâu gì nữa này nó khá nhỏ rồi này 0.83 là h5 này, h6 là 0.67 này. Ơ ờ để mình xem h4 là mình có hoa mắt không mà mình không nhìn thấy cái gì ta. Ờ h lần này mình cũng chẳng để ý mấy cái default của nó ở đoạn này đâu các bạn ạ. Nói chung là nó sẽ có cái phông sai nó nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần xuống này nhá. Thì thực ra là cái phông sai này chúng ta có thể chỉnh sửa được tùy vào cái design của dự án à, chúng ta muốn cái thẻ tiêu đề của cái dự án của các bạn ấy. À, nó có phông sai ví dụ muốn là thẻ h1 Uh, hoặc thẻ H1 đi nhưng phông size nó to hơn một tí thì sau này chúng ta có thể làm chúng ta có thể cho nó một cái phông size uh, mình có thể gõ luôn ở đây nhé các bạn này phông size ví dụ ba uh, 3M đi các bạn nhìn thấy nó to hơn chưa này mình tăng lên 4 này 5 6 này đấy thì nó, nó tùy vào cái design của các bạn sau này thì chúng ta sẽ cũng có thể custom được chỉnh sửa được cái phông size này thay vì là mặc định như là của cái thằng trình duyệt nhé nó gen ra cho chúng ta đấy như H2 3 4 H4, H4 mình tự nhiên mình chả thấy cái phông size đầu đó rồi kệ nó đi mình không để ý lắm mấy cái vấn đề này. Ok, đấy là phần tiêu đề. Và thông thường tiêu đề thì nên đặt cho những cái như mình vừa show các bạn đấy, những cái tiêu đề trên trang web ấy, như của mình này. Mình inspect lên thì mấy cái thẻ này của mình nó để thẻ h3. Đấy, h3 là cái tiêu đề. Đấy, thì ok, nội dung của thẻ heading thì à còn cái small tí quên nhá cái small này. Ví dụ đây nội dung thẻ h1 nhé, mình ở mình sẽ bọc bên trong cái thẻ h1 này. Ok, mình sẽ ví dụ mình xuống dòng cái chỗ này này, mình xuống dòng này, cho bạn xem này thì sau cái chỗ nội dung thẻ H1 này mình lại xuống dòng tiếp mình thêm cái thẻ small đấy không cái thẻ small này thì thường thẻ small thì thi thoảng mình cũng hay bỏ nó vào bọc nó nằm bên trong của một cái thẻ tiêu đề heading ấy ví dụ ở đây là H1 này à, nội dung nhỏ hơn mình ví dụ nhé mình ví dụ nội dung nhỏ hơn này đấy mình ra ngoài nhé, mình F5 lại cái của mình Thì các bạn thấy này, cái chữ nội dung nhỏ hơn nó đã nhỏ hơn rồi này Chính xác nó nhỏ hơn rồi đó các thẻ small để cái font size nó sẽ ăn cái chữ smaller. Đấy, smaller của CF thì nó nhỏ hơn theo cái nó tính toán theo cái thằng h1 ở đây này thì nó nhỏ hơn. À chúng ta cứ lần lượt nhỉ. Ví dụ mình sẽ bỏ ở chỗ thẻ h2 à tiêu đề 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. À nội dung nhỏ hơn à, mình sẽ để lần lượt nhé 2 này, 3 này, 4 này. 5 và 6. Điều lại cho các bạn xem. Rồi 5. Thì các bạn thấy này, cái chữ nội dung nhỏ hơn này nó cũng ăn lần lượt lần lượt. Đấy các bạn nhìn nhá, lần lượt nó đi nhỏ hơn. À, đấy, mặc dù nó là cái thẻ small nó không có kiểu 1 2 3 4 5 6 gì đấy, nhưng mà nó nằm bên trong của cái thẻ heading. Thế nên là đấy cái nội dung của nó nó sẽ nhỏ hơn smaller, smaller nhỏ hơn so với cái tiêu đề bên ngoài uh, của nó. Đấy, bọc bên ngoài Nhé Uh, tùy cái tiêu đề thì cái font size của nó sẽ thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, tương tự Ok Nó chỉ nhỏ hơn font size thôi Đấy, đấy là cái thẻ small nhé Mình bonus, bổ sung thêm trong cái phần heading cho các bạn Rồi, nội dùng buổi heading thì đến đây là kết thúc rồi uh, Các bạn thích cái video này thì các bạn like giúp mình cái video này nhé Cũng như là các bạn tặng mình một cái lượt đăng ký kênh để cho mình uh, Thêm động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai Thì uh, Và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo trên, trong cái chuỗi này nhé chuỗi html sẽ nền tảng vững chắc này uh, tạm biệt các bạn xin uh, chào bye bye